Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Kbiz 24h, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức ở các sao Hàn. Ngày hôm nay có thông tin gì hấp dẫn? Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Ác mộng lúc nửa đêm đã quay trở lại với cộng đồng ARMY khi mà BTS bất ngờ thông báo comeback với album B vào ngày 20 tháng 11 tới đây. Dù còn gần 2 tháng nữa mới tới ngày 7 chàng trai tái xuất, nhưng Big Hit Entertainment đã mở pre-order từ ngày 28 tháng 9, kèm theo lời quảng cáo vô cùng hấp dẫn rằng đây chính là album đậm chất BTS nhất từ trước đến nay. B là cái kết có hậu sau hành trình khám phá bản thân. Trong những năm qua, BTS đã tung ra hàng loạt album và tour diễn xoay quanh chủ đề khám phá bản thân. Họ có 3 bộ album tiếng Hàn mang tên Love Yourself, sau đó lại phát hành album Face Yourself ở Nhật Bản. Đến World Tour năm 2019 của nhóm cũng đặt tên là Speak Yourself. Và tới giờ, rất có thể hành trình tìm hiểu cái tôi cá nhân của BTS đã đi đến hồi kết với album B. Một số ARMY đã suy luận rằng với album này, cả nhóm sẽ cho thấy làm thế nào để là chính mình, qua đó để biết yêu thương, đối diện và lên tiếng cho bản thân. B tượng trưng cho BTS luôn có 7 người. Có fan còn cho rằng BTS đã chơi chữ với tựa đề B và điều này thể hiện qua cách thiết kế bìa album. Theo họ, chữ cái B là sự kết hợp giữa số 1 và 3, còn chữ Y ở góc độ khác thì giống như số 6. Trùng hợp thay, ba con số này lại tượng trưng cho ngày ra mắt của BTS 13 tháng 6 năm 2013. Đó là chưa kể đến việc trong bảng chữ cái tiếng Anh thì chữ B xếp thứ 2, Y thứ 5. Cộng vị trí của hai chữ cái này ra được con số 7. Đây là con số vô cùng ý nghĩa với BTS và fan vì nó tượng trưng cho 7 thành viên của nhóm. Liệu có phải BTS muốn nhấn mạnh rằng nhóm sẽ luôn có 7 người và đội hình không bao giờ thay đổi? Tên nhóm BTS nằm ngay trong tựa đề B. Khi thông báo về màn comeback tháng 11 của BTS, Big Hit quảng cáo rằng đây sẽ là album mang đậm phong cách BTS nhất. Từ đây, ARMY đã suy luận rằng hai chữ cái B và Y đại diện cho ký tự viết tắt của Bangtan trong tiếng Hàn và cũng là một phần của tên nhóm. Lời hứa BTS và ARMY mãi là một. Một giả thuyết khác được lan truyền khá rộng rãi trong cộng đồng ARMY cho rằng tựa đề album và tên concert sắp tới của BTS được kết nối với nhau. Album của nhóm là B, trong khi concert họ sắp tổ chức mang tên Map of the Shao One. Kết hợp hai cái tên này lại ta có cụm từ B One. Một số fan còn tin rằng album Map of the Shao 7 hồi tháng 2 của BTS cũng có liên quan, bởi khi kết hợp hai tên gọi của cả ba sản phẩm sẽ ra cụm từ 7 B One. Khả năng cao đây chính là lời hứa mà BTS dành cho ARMY và bản thân họ, rằng 7 chàng trai và fan sẽ luôn chân thật với nhau và là một thể thống nhất. Tên gọi còn mang ý nghĩa thể hiện bản thân. Fan có 1001 giả thuyết từ cảm động cho tới hách não về ý nghĩa của album B. Thế nhưng nếu các chàng trai chỉ muốn thể hiện bản thân thì sao nhỉ? Một số ARMY vui tính còn đùa rằng B thực chất được viết tắt từ cụm từ trong tiếng Anh, được dịch ra nghĩa là BTS phi thường. Biết là fan chỉ đùa vui, nhưng giả thuyết này cũng có khả năng xảy ra, nhất là khi BTS còn có thành tích phi thường đến vậy. Dù chưa biết hình dáng album mới của BTS ra sao, có bao nhiêu bài hát, nhưng fan vô cùng háo hức và họ lại càng tò mò hơn nữa về tựa đề của B, sản phẩm âm nhạc mới này. Rất nhiều ARMY trổ tài thám tử đưa ra 1001 giả thuyết mà cái nào nghe cũng vô cùng hấp dẫn và thuyết phục. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kbiz 24h. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn có trong ngày đến từ Kbiz 24h nhé.